sĩ chúng tôi là đưa con ra để cấp cứu con. Cái còn lại là một bác sĩ chúng tôi là một người là phải kiểm tra những vết rách. Thế thì chúng tôi sau khi cấp cứu con sống, con cháu thai nhi đã ổn định rồi, chúng tôi quay ra xử lý cho mẹ. Thế và phương châm của chúng tôi là bằng mọi giá bảo tồn cái tử cung cho người mẹ. Cô này mới có 22 tuổi mà lại có thai lần đầu, đứa con đầu rồi lại là đứa con gái. Thế là rất may mắn cho cô là cái đường rách, hai cái đường rách tử cung nên không phải là lớn lắm. Thì tiên lượng chúng tôi hội trần cả với bác sĩ tiên giám đốc là cái khả năng bảo tồn thì có thể thành công. Thế và chúng tôi thực hiện bảo tồn cái tử cung đó. Và sau đó là khâu xong chúng tôi vẫn phải theo dõi. Rồi trong tại phẫu trường cảm thấy là cấp máu tươi tử cung nó ổn định. Thế là hy vọng là giữ được tử cung.